Xin hân hoan chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với chương trình giáo dục thể chất lớp 5. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em hai bài học tiếp theo của chương 1 về đội hình, đội ngũ nhé. Về nội dung của hai bài học ngày hôm nay giống nhau, cho nên thầy sẽ gộp hai bài học này lại thành một để các em được nắm rõ hơn nhé. Đó là bài đội hình đội ngũ và trò chơi trao tính gậy. Và trước khi đi vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay thì thầy và các em sẽ cùng tìm hiểu về mục tiêu của bài học này nhé. Về mục tiêu của bài học ngày hôm nay sẽ gồm có hai phần: phần về phẩm chất và phần về năng lực. Về phẩm chất thì các em tích cực tham gia tập luyện, tích cực tham gia các trò chơi và có trách nhiệm khi tham gia các trò chơi. Về năng lực thì cũng có hai năng lực: năng lực chung và năng lực đặc thù. Về năng lực chung, các em tự xem trước các động tác: nghỉ, nghiêm, quay trái, quay phải và quay sau trong sách giáo khoa. Về năng lực đặc thù, các em biết thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Các em biết được cách thực hiện các động tác đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay trái, quay phải, quay sau vào hoạt động tập thể. Các em biết quan sát tranh, tự khám phá bài, thực hiện được các động tác đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay trái, quay phải và quay sau. Đó là mục tiêu của bài học ngày hôm nay. Các em đã nắm được chưa nào? Các em giỏi lắm! Tiếp theo, thầy và các bạn sẽ cùng khởi động để làm nóng các cơ và dẻo các khớp để các bạn không bị chấn thương trong quá trình tập luyện nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ xoay cổ, đứng hai chân sang ngang rộng bằng vai, tay chống hông, xoay cổ từ trái qua phải. Xoay ngược lại. Thôi, xoay vai. Xoay ngược lại. Xoay khuỷu tay. Xoay ngược lại. Các bạn tiếp theo sẽ xoay cánh tay từ sau ra trước. Xoay ngược lại. Tiếp theo, các bạn sẽ xoay hông từ trái qua phải. Xoay ngược lại. Tiếp theo, các bạn đứng hai chân chụm sát vào nhau, hai tay chống gối, xoay gối từ trái qua phải.
xoay ngược lại. Tiếp theo các bạn sẽ gập duỗi gối 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Tiếp theo các bạn sẽ xoay cổ tay kết hợp với xoay cổ chân. Đổi chân, đổi chiều. Thôi. Đó là một số động tác khởi động. Tiếp theo, thầy và các bạn sẽ cùng đi đến nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn các động tác nghiêng, nghỉ, quay trái, quay phải và quay sau. Vì tư thế nghiêng, khẩu lệnh nghiêng. Khi nghe khẩu lệnh nghiêng, hai gót chân các bạn chạm vào nhau. Hai mũi chân chớp ra ngoài hình chữ V. Thân người giữ thẳng, mắt nhìn về phía trước. Hai tay khép chặt vào đùi. Đó là tư thế nghiêng. Về tư thế nghỉ, khẩu lệnh nghỉ. Một chân làm trụ, chân còn lại khuỵu gối xuống. Khi các bạn mỏi chân, các bạn có thể đổi chân trụ. Các bạn có thể đổi chân. Đó là tư thế nghiêng và tư thế nghỉ. Tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn các bạn các động tác quay trái, quay phải và quay sau. Về động tác quay trái, khi các bạn nghe khẩu lệnh bên trái thì các bạn nhón mũi chân trái lên và chân còn lại là chân phải, các bạn sẽ làm ngược lại. Có nghĩa lúc này là gót chân trái làm trụ và mũi chân phải sẽ làm trụ. Và khẩu lệnh bên trái quay thì các bạn sẽ quay bằng gót chân và mũi chân quay về hướng bên tay trái. Sau khi quay xong thì các bạn sẽ bước chân phải lên bằng với chân trái, hai gót chạm vào nhau, mắt nhìn về phía trước và đứng trở về tư thế nghiêng. Tương tự như vậy, khi quay phải thì các bạn sẽ nhón mũi chân phải lên, gót chân trái, gót chân phải sẽ làm trụ và mũi chân trái sẽ làm trụ. Mình đứng tư thế nghiêng. Và khi nghe bên phải quay thì các bạn quay người sang bên phải. Và các bạn sẽ bước chân trái bằng với chân phải, hai gót chạm vào nhau và trở về tư thế nghiêng. Đó là tư thế quay trái, quay phải. Thầy sẽ hướng dẫn tiếp theo động tác quay sau. Về động tác quay sau, các bạn sẽ quay về hướng bên tay phải. Cũng tương tự như quay bên phải, lúc này là mũi chân phải nhón lên và chân còn lại là chân trái sẽ làm ngược lại, là gót chân sẽ nhón lên. Lúc này gót chân phải sẽ làm trụ và mũi chân trái sẽ làm trụ. Khi nghe khẩu lệnh bên đằng sau quay thì các bạn sẽ quay về hướng bên tay phải và quay 180 độ về sau. Các bạn chú ý nhé. Đằng sau quay. Lúc này các bạn sẽ bước chân phía sau lên bằng gót chân của chân phía trước và đứng trở về tư thế nghiêng. Đó là cách quay trái, quay phải và quay sau. Sau đây thầy sẽ ôm lại 5 động tác thầy vừa dạy các em. Các em chú ý nhé. Nghiêng. Nghỉ. Nghiêng. Bên trái. Quay. Bên phải. Quay.
sao? Quay. Đằng sau. Quay. Đó là các tư thế đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay trái, quay phải và quay đằng sau. Thầy chúc các em thực hiện thành công động tác này các em nhé. Và tiếp theo, bài học của ta ngày hôm nay đó là phần trò chơi. Và trò chơi của ta hôm nay có tên gọi là trao tính gậy. Về phần chuẩn bị của trò chơi này thì mỗi đội sẽ xếp thành một hàng dọc. Mỗi hàng có thể từ 4 đến 5 bạn tùy theo số lượng các bạn tham gia. Và mỗi đội sẽ chuẩn bị một tính gậy để trao cho các bạn đồng đội ở hàng của mình. Về cách thực hiện trò chơi như sau. Khi nghe hiệu lệnh chơi thì bạn số 1 của mỗi đội sẽ cầm gậy chạy thật nhanh đến vạch đích và sau đó nhanh chóng vòng trở về và xuất phát và trao gậy cho bạn số 2. Và cứ thế bạn số 2 sẽ thực hiện chạy cho đến bạn cuối cùng. Hàng nào thực hiện xong đầu tiên sẽ là đội thắng cuộc. Các em có thể nhìn hình ảnh minh họa. Các bạn đầu hàng của mỗi đội nhanh chóng chạy đến vạch đích và quay trở lại vạch xuất phát để trao gậy cho người tiếp theo. Các bạn đã nắm được trò chơi này chưa nào? Các bạn giỏi lắm. Về trò chơi này, các bạn có thể mời anh hoặc chị hoặc những bạn xung quanh tham gia chơi cùng để trò chơi thêm hào hứng các em nhé. Và cuối buổi học ngày hôm nay thì thầy và các em sẽ cùng thả lỏng để các em không bị đau cơ trong quá trình tập luyện nhé. Về bài tập thả lỏng, thầy đã hướng dẫn cho các em ở những tiết học trước. Hôm nay thầy sẽ nhắc lại để các em nắm kỹ hơn nhé. Các em ép dọc thả lỏng. Ép dọc chân sau co gối và tay nắm vào mũi chân co. Đứng một chân trụ, chân sau co gối và tay nắm mũi chân co. Và cuối cùng, các em sẽ nằm co hai gối sát vào thân người. Đó là một số bài tập thả lỏng thầy vừa ôn lại cho các em. Tiếp theo, thầy và các em sẽ cùng hệ thống lại nội dung của bài học ngày hôm nay nhé. Các em cần nắm cho thầy các tư thế đứng nghỉ, đứng nghiêm, cách quay trái, quay phải và cuối cùng là quay sau. Và bài học này cũng đã khép lại chương 1 về đội hình đội ngũ của ta. Bài học tiếp theo, các em sẽ học về chương 2. Đó là chương bài tập thể dục phát triển chung. Và buổi học của ta hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy xin chúc các em thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các em trong buổi học tiếp theo các em nhé.